Hello, xin chào anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy cái gì đây không? Đây em sẽ ra để lấy cái tổ chè mà làm ống tre đằng sau nha em. Đấy, em sẽ để lại một hoặc hai con mái lại nhé. Vì là lấy tổ bình thường nếu đầu vụ thì em sẽ lấy tớt, nhưng mà sau vụ thứ hai em sẽ để lại. Vì là để lại để cho con mẹ nó bón, nốt nuôi hai con mái hoặc là một con mái để lại để còn bảo tồn khu vực này còn có cho để chơi nhá. Khu vực em thì rất nhiều chim. Đây anh em này. Đó, thì bây giờ em sẽ lấy ra tổ đằng kia nha em, thì tổ đằng kia nha em thì nó lại ở ống tre đằng kia kìa, thì lại không làm nữa. Đây, em sẽ đặt máy quay đây. Ok anh em ạ. Em sẽ bắt ra và chọn chống mái, em sẽ lại thả cho bố mẹ luôn. Đây anh em này. Đây. Lớn không anh em? Ây ạ, ây ạ, ây ạ, nhảy, nhảy ra ngoài rồi. Khỏe phết rồi anh em này. Đây này. Lớn không? Con này trống không? Đẹp không? To đùng luôn. Em sẽ thả đây. Họ thả đây này. Họ về em bắt tiếp nhé. Ai à, lại con nữa này. Đây lồng ông đẹp chưa? Tầm bắt này quá đẹp luôn này. Lồng bắt đầu vỡ này anh em nhé. Bắt đầu ra xòe này. Anh em thấy không? Bắt đầu ra xòe lồng ống này. Là những tầm này là bắt đẹp nhất này. Đó, rất đẹp. Ổ được 5 con anh em nhé. Đây em sẽ bắt ra hết. Đó, đây là con thứ hai. Con thứ hai rồi đấy. Con thứ ba. À, hay à. Từng con đẹp thôi. Từng con to thôi. Đây này. Nhiều anh em mà bắt tổ chim non quá nhá là nó sẽ bị một không biết cách chăm là sẽ bị teo chân, sẽ không đứng được cầu. Đó. Đây. Theo chân sẽ không đứng được cầu. Còn anh em mà biết cách chăm thì nó sẽ đứng được cầu bình thường. Nhưng mà không nên bắt sớm quá, bắt đúng tầm này cho em. Đẹp nhất này. À, con này bé nhất đàn. Bé nhất đàn nhưng có khả năng chống anh em này. Đây này. Bé nhất đàn có khả năng chống. Còi nhất đàn có khả năng chống. Đó. Thực ra chống mái không quan trọng là bé hay to anh em nhé. Vì là cứ con nào nhìn, thực ra là những con trống thì nhìn nó khác biệt với mấy con mái. Đây em sẽ để. Đó, con này bé nhất đàn. Nhìn nó gầy hơi trơ đi. Bây giờ lên tiếp. Đây anh em này. Con này cũng đẹp không? Có mỗi con kia bé nhất đàn. Đó, con này nghi. Con này nghi mái này. Con này nghi mái. Đây. Tổ 4 con rất đẹp nhé. Đây anh em này. Đây. 4 con rất đẹp. À 5 con rất đẹp. Có một con nhỏ nhất. Nhỏ nhất, gầy nhất thì là con này. Nhưng con này có khả năng là con này có khả năng là con trống anh em nhé. Con này có khả năng con trống. Đây. Có khả năng con trống. Vì là mỏ đen hơn rất nhiều. Đó. Con trống này em sẽ mang về nuôi. Còn con mái đây. Đây con tầm này thì không thể cầm 100% mái đâu, nhưng mà nó tỷ lệ 89%. Con này mái rồi. Em sẽ để lại một con mái nhá cho mẹ nó nuôi. Ok. Để lại một con mái. Em sẽ để lại một con mái này đi. Đây này.
Đây này. Con này má này, em sẽ để lại con má này cho bố mẹ nuôi nhá. Ok. Đây anh em. Đây em sẽ để lại một con mái cho bố mẹ nuôi. Ok chưa? Đây. Để lại. Con tổ nguyên si đây. Đó, cho bố mẹ nuôi. Xem có con mái nữa không? Nếu còn mái nữa thì để một con mái nữa. Chắc chắn đây. Trống rồi. Ok. Để lại một con mái. Còn đâu em mang về nuôi nhá. Bộ tồn. Bây giờ tất cả tay. Ok anh em. Hẹn em clip tiếp theo nhá. Đây là nó làm cả đây này. Nhưng mà nó lại không mấy, không không để ở đây mà nó để bên trên này. Đây, em sẽ lấy 4 con. Khu này nhà em thì quá nhiều chòe rồi. Khỏi suy nghĩ. Để bây giờ em sẽ tiếp tục đi ra những cái tổ đằng kia. Cái tổ ống tre đằng kia thử xem là nó có làm nữa không anh em nhé. Cái ống ý thì không làm nữa rồi, nhưng mà em sẽ đi trèo sang vườn bên cạnh nghe xem có tổ nào không. Ok anh em có thể đi thôi em. Đây này, cái ống tre này. Ống tre mà em có review đầu tiên ấy. Nhưng mà bây giờ hiện giờ thì đến giờ là nó không 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 làm tổ nữa anh em nhé. Nó bỏ không làm tổ ở đây nữa. Có nghĩa là em lấy con rồi về. Bình thường là như những tổ khác là vẫn làm tổ bình thường. Nhưng tổ này không làm nữa anh em. Qua bỏ này. Thì bây giờ em sẽ sang bên khu vực bên này. Tại vì là nó chắc chắn tầm này sẽ có con rồi. Hoặc là đúng rồi, tầm này có con sẽ sang vườn chuối bên cạnh thử xem có tổ không nhá. Ok, hoặc em sang bên kia, bên em sẽ trèo qua. Anh em tham này. Đây anh em nhá. Em đã nhảy sang bên này rồi. Có một con đôi con mào kìa. Có khả năng khu này có tổ chim cho mào. Chắc chắn luôn, cái khu này sẽ có tổ chim cho mào. Thấy đang click 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 cũng như. Đây là bùng chuối, không có gì. Chắc chắn khu vực bãi bửa này sẽ có tổ chim cho mào rồi. Nhưng mà tí em tìm sau, bây giờ em sẽ đi tìm tổ chè trước. Tại vì tầm này tổ chè chắc chắn nó sẽ, nếu con chè ở ống chè đấy, chắc chắn tầm này nó sẽ nở con rồi. Tại vì cũng lâu phết rồi ạ. Trong bãi chuối không có gì anh em ơi. Trong bãi chuối không có gì. Em sẽ vào vườn này này. Được quả ổi ăn ngó. Đây có chuối nhưng mà không thấy không có thấy có tổ. Bùng chuối rất đẹp nhưng không có tổ anh ạ. Anh em ơi, khu này đẹp quá. Ban em đi vườn kia không có, em đi sang chỗ khác. Đẹp quá, chỗ này ban em con chòe. Đây, 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 đây. Anh em ơi, đây không? Rác chòe này. Đây, 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 còn ra vào đây. Đâu bỏ em rồi. Gì không nhỉ? Đây. Đó. Để em check lại cam thôi chứ em không với tới cao quá. Ok. Anh em đi theo em tiếp này. Có khả năng chỗ này vẫn còn.